Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Việt. Tại đây, những thông tin thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính sau đây. Theo hãng tin Maybe vào hôm qua cho biết, quân đội Trung Quốc đã cho nổ tung một con đê ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam để giải phóng nước lũ. Theo AP, quân đội Trung Quốc cho nổ đê ở thành phố Lạc Dương vào tối ngày hôm qua theo giờ địa phương. Mục đích là để giải phóng nước lũ đe dọa Hà Nam, một trong những tỉnh đông dân cư nhất của Trung Quốc. Động thái trên được thực hiện giữa thời điểm thành phố Lạc Dương, thủ phủ tỉnh Hà Nam bị ngập lụt nghiêm trọng do các trận mưa xối xả biến đường phố thành sông và một tàu điện ngầm chìm trong dòng nước lũ. Trước đó, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA xác nhận bão đã làm hư hại đê lưu hông gần thành phố Lạc Dương, đồng thời cảnh báo nó có thể dập bất cứ lúc nào sau khi xuất hiện vết nứt dài 20 mét. Trong cùng ngày, đài CVTN báo cáo đê Wenxizui gần thành phố Lạc Dương đã bị vỡ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố một số dòng sông đã vượt quá mức giám sát, một số đê đã bị vỡ, trong khi một số tuyến đường sắt ngừng hoạt động và các chuyến bay bị hủy bỏ, gây thương vong và tổn thất tài sản nặng nề. Nỗ lực phòng chống lũ lụt đang trở nên hết sức khó khăn. Tính đến hôm qua, nhà chức trách tỉnh Hà Nam báo cáo 25 trường hợp tử vong do lũ lụt, trong khi 7 người vẫn mất tích, trong đó có 2 trẻ em. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước vẫn dâng cao ở nhiều khu vực của tỉnh Hà Nam trong bối cảnh mưa chút xuống không ngừng ở thành phố Củng Nghĩa, tỉnh Hà Nam. Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, người đứng đầu cơ quan khí tượng địa phương Zhao Shepiao bị nước lũ cuốn trôi nhưng may mắn được một người qua đường giải cứu. Lũ lụt lớn đã khiến một người chết, 2 người mất tích và 3.620 người phải sơ tán thành phố này do mưa lớn chưa từng có. Cơ quan kiểm soát lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã gửi một tổ công tác đến tỉnh Hà Nam, đồng thời kích hoạt mức cứu hộ khẩn cấp cấp 3. Hiện tại khoảng 849 người được sơ tán giải cứu và 1.500 người đã được sơ tán đến nơi an toàn. Kể từ lúc 7 giờ sáng ngày hôm trước, gần 200.000 người đã được sơ tán khẩn cấp ở thành phố Lạc Dương. Ít nhất 32 hồ chứa lớn và vừa ở tỉnh Hà Nam đã vượt quá mức lũ giới hạn do lũ lụt nghiêm trọng. Trong trường hợp khẩn cấp, khi nước lũ dâng cao và bờ đê có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào, tất cả những chính quyền trên thế giới đều có thể đưa ra một lựa chọn phá một đoạn đê nào đó để làm giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất. Biện pháp này đơn giản và khá hiệu quả, nên rất cần được sự đồng thuận của người dân trong tâm lũ. Nhưng ai là người dân ở tâm lũ đều biết rất rõ chuyện này. Mưa lũ ở Việt Nam gần như chỉ xảy ra ở miền Trung là chính. Các tỉnh phía Bắc cũng lác đác xảy ra những ít hơn và không ở cấp độ nguy hiểm. Tuy nhiên, các nước Trung Quốc, người hàng xóm kế bên của Việt Nam đã đang trải qua 28 năm chịu cảnh lũ lụt kinh hoàng. Có thể nói, bắt đầu từ năm 1994 khi chính quyền Giang Thành Dân cho xây dựng con đập Tam Hiệp, thì tai họa lũ lụt xảy ra triển miên. Điều mà người Trung Quốc lo lắng và lũ lụt tăng cao theo cấp độ số đông. Tính theo hàng năm, có nghĩa năm nay lũ lụt sẽ lớn hơn năm trước. Nguyên nhân chính là do con đập Tam Hiệp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn gọi là điểm tự hào của dân tộc trong mấy năm nay, kế sách phá đê để cứu lấy những khu vực quan trọng hơn. Tuy nhiên, chúng tôi phải nhấn mạnh rằng chẳng có nơi nào quan trọng hơn là nơi nào thủ đô của nước đó, bởi thủ đô là nơi tập trung tất cả những cơ quan đầu não quan trọng của quốc gia, còn lại là bằng nhau. Bởi người dân ở tỉnh thành nào cũng giống nhau cả, ai cũng có một cái mạng, vì thế không thể nói rằng khi tỉnh này mà hủy hoại người dân ở tỉnh kia. Dưới con mắt của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì người dân chưa phải là điều to lớn. Cái quan trọng nhất và to lớn nhất chính là những di sản văn hóa của Trung Quốc được UNESCO công nhận. Ông Tập Cận Bình đã nói điều này ra và ra lệnh cho chính quyền tỉnh Sơn Tây giải cứu hơn 50.000 di sản cổ vật, chứ ông ta không nhắc gì đến chuyện cứu người. Một vấn đề thuộc về nhân cách của ông Tập nữa là ông ta không cho quân đội thông báo trước chính quyền sẽ cho phá đê ở đâu và giờ giấc nào. Bởi vậy, sự kiện thiệt hại về người và của cũng vô cùng lớn. Nhiều người sẽ không tin về chuyện này, nhưng đó lại là sự thật. Đơn giản là khi thông báo sẽ phá đê ở một quận huyện nào đó, thì người dân khu vực đó sẽ nổi loạn, bởi chính quyền không thể đưa ra lý do chính đáng. Người dân sẽ đặt câu hỏi tại sao không phá đoạn này mà là đoạn kia, hoặc để nó tự vỡ. Và đương nhiên, ông Tập và cả đảng của ông ta sẽ không có câu trả lời thích đáng cho người dân. Mưa lũ vẫn đang hoành hành trên đất nước tỷ dân. Người dân trong tâm lũ mới là những người thấm nỗi khổ cực nhất. Từ chuyện mưa lũ triển miên tất nhiên sẽ dẫn đến sạt lở đất và động đất. Hơn thế, nếu động đất lớn sẽ xảy ra sóng thần và gây ra tai họa không thể có cách cứu chữa. Thế giới có lẽ đã nhầm lẫn khi cho rằng nước đất nước Trung Quốc đã có nền kinh tế đứng thứ hai trên thế giới. Điều này là do những nhà kinh tế học dựa trên sách vở mà tính ra. Nó cũng giống như một ông quan chức nào đó ở Việt Nam nói rằng người bán vé số ở Việt Nam có thu thập đến hơn 300 triệu đồng trên một tháng. Họ chỉ ngồi đó tính sách vở, chứ có đi sâu thực tế đâu mà biết. Bởi vậy, nhiều người trên đất nước giàu có thứ hai trên thế giới đang lâm vào cảnh chết đói chết khát. Không ai biết lũ lụt cũng mang đến dịch bệnh và người trong tâm lũ chẳng bấy lâu đâu ra được thuốc men để trị bệnh. Đây là một thực tế rất phũ phàng, đã được chứng minh qua một số video đăng chui trên mạng xã hội ở Trung Quốc. Cũng liên quan đến việc chuyện sống còn của con đập Tam Hiệp, vào hồi năm ngoài, chính quyền Trung Quốc đã cho phá vỡ một đoạn đê để cứu người dân tỉnh Hà Nam. Cách làm này đúng và rất hay, nhưng vẫn bị cả thế giới phản đối kịch liệt. Tại sao họ lại phản đối như vậy? Đây là câu hỏi thắc mắc của nhiều người và được phóng viên của người Đài Loan trả lời như sau.
Chính quyền Trung Quốc biết rõ là con sông Tương Tử không thể cứu chữa khi mực nước dâng quá cao. Sau mấy tháng trời mưa lũ, người dân đã bồng bế nhau rời khỏi quê hương, đi đánh nạn nhưng đã bị chính quyền Trung Quốc bắt đi tù về tội làm hoang mang lòng dân. Nói ngắn gọn, chính quyền Trung Quốc không cho dân đi rời khỏi quê hương, ở đâu thì ở tại đó, bất kể người nào chỉ cần dọn đồ di tản bắt bỏ tù. Đến khi nước dâng quá cao, bờ đê không chịu nổi sức công phá của nước, lúc đó chính quyền đã cho mìn nổ tung một đoạn đê, hy sinh tính mạng của hàng chục ngàn người dân. Đáng ra chính quyền Trung Quốc phải cho họ tùy nghi di tản trước khi bị đê vỡ, hoặc phải thông báo trước đó một ngày cho dân khỏi chạy khỏi nơi đó. Nhưng sự cố chấp vẫn cứ rằng chống đỡ được và cầu mong ông trời không đổ mưa nữa, nên hậu quả cuối cùng gây ra thật là thảm khốc. Có lẽ khó có thể tin được đất nước Trung Quốc lại xảy ra nhiều tai họa như thế. Tính từ cuối tháng 12 tới nay, và thời gian đỉnh điểm của những trận mưa lũ, tỉnh Phúc Kiến đã phải hứng chịu trận sóng thần khủng khiếp cao hơn 40 mét, tấn công cướp đi sinh mạng của hơn 20.000 người. Tiếp theo đó là hai trận động đất kép ở thị trấn Hua Jin trên bờ đê Tật Tam Hiệp. Ngoài ra, ở nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam cũng hứng chịu nhiều thiên tai khủng khiếp. Theo con số thống kê sơ bộ, chỉ qua gần một tháng mùa mưa, đất nước này đã chịu thiệt hại về số người chết và mất tích gấp 3 lần 3 năm trở lại đây. Tài sản bị thiệt hại cũng gấp nhiều lần so với hồi năm ngoái. Tuy nhiên, các cơ quan dự báo thời tiết, dự báo động đất, sóng thần vẫn cảnh báo sẽ còn nhiều thiên tai thảm họa đang đợi chờ phía chất nước này ở phía trước. Vào trung tuần tháng 1 vừa qua, các nhà khoa học Trung Quốc đã có buổi thảo luận để tìm ra nguyên nhân thảm họa đang xảy ra trên đất nước Trung Quốc. Đây là cuộc họp báo do tiến sĩ Cha Si Yao đề xuất và đã được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng ý. Tiến sĩ Cha Si Yao là một người tài giỏi và được các nhà khoa học Trung Quốc rất sùng bái với những phát hiện khác của ông. Nhiều đề tài ông nghiên cứu thành công ngoài sức mong đợi của các nhà khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không thiên về một đề tài như động đất, sóng thần, mưa lũ hay bất kỳ đề tài nào khác. Nhà khoa học tài ba này nghiên cứu cả về người ngoài hành tinh, vũ trụ và các loại vũ khí mới. Ngoài ra, người ta gọi ông ta là người ngoài hành tinh bởi chỉ số IQ của ông cao gấp 120 lần so với các nhà khoa học khác. Theo nguồn thông tin, tuần nhà ông chỉ ngủ có 3 tiếng, thậm chí có 2 ngày đêm ông không ngủ nhưng vẫn hoạt động bình thường. Một điều giỏi nhất của nhà khoa học này là ông chịu sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những công việc của ông làm đều nghe theo sự chỉ đạo của Tập Cận Bình. Tài năng của ông khiến Tập Cận Bình và các quan chức Trung Quốc phải kính nể khi 90% vũ khí mới của Trung Quốc đều do ông ta phát minh ra. Trong những năm trở lại đây, mưa lũ, bão lũ triền miên cộng với thiên tai, động đất, sóng thần khiến cho người dân Trung Quốc sống trong nỗi hoang mang cực độ. Đầu tiên, các nhà khoa học này khẳng định, chỉ từ khi con đập Tam Hiệp được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 1994 cho đến nay, thì thời tiết cực đoan mới xuất hiện ở Trung Quốc, đặc biệt ở khu vực vùng hạ lưu sông Tương Tử. Điều này cho thấy tất cả những thảm họa kéo dài năm qua do con đập Tam Hiệp gây ra. Với Trung Quốc thì sẽ theo chất duy tâm, vì con người đã chống lại ý trời, bước dòng sông và thiên nhiên lại theo ý của con người. Nhưng các nhà khoa học đã gạt bỏ khả năng thuyết di tâm ra bên ngoài, bởi đối diện với Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng vô thần, không có bất kỳ ý trời hay đất gì ở đây. Đập Tam Hiệp chứa 42 tỷ mét khối nước đã làm chậm nhịp quay của trái đất, chân đến lòng đất bị rỗng. Khi chính quyền Trung Quốc xây dựng con đập này lại lấy đi khoảng 500.000 tỷ mét khối đất đá. Thời tiết cực đoan xuất hiện không theo mùa gây nên những cơn trận mưa lớn kéo dài dưới dòng đất rỗng và từ đó gây nên những trận động đất xung quanh con đập và kéo dài ra tỉnh Tứ Xuyên. Rãnh nứt Manila còn được gọi là rãnh nứt vào trái đất đã xuất hiện ở ngoài khơi biển Đài Loan, trải dài qua thành phố Phúc Kiến đến đập Tam Hiệp và thẳng ra đến thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Đây cũng chính là nguyên nhân gây nên trận động đất ở ngoài khơi biển Đài Loan và tạo ra những cơn sóng thần khủng khiếp. Cũng phải nói thêm rằng lý do đầu tiên là do trước sự trữ trong con đập Tam Hiệp quá lớn, gây nên khí hậu thay đổi nên mới có những trận mưa bão triền miên như vậy. Động đất sóng thần cơ bản xảy ra vào ban đêm vì ban ngày khi nhiệt độ cao lên, tích tụ nước trên mưa chưa chút, ban đêm nhiệt độ hạ xuống thì đất đá mới bị sụt lở, tạo ra trận động đất và gây sóng thần. Nói tóm lại, không có cách khác nào khắc phục hậu quả này, trừ khi ta phá hủy con đập Tam Hiệp này đi hoặc phải giả cho dân đi di rời vào vùng hạ lưu đập Tam Hiệp. Khi nước lũ lên cao, nguồn tin từ nhà khoa học giấu tên tiết lộ thông tin này khẳng định tiến sĩ Cha Si Yao đã khẳng gửi bản kế hoạch kết luận này, nên ông Tập Cận Bình không dám đưa ra kết luận về khắc phục hậu quả. Mặc dù trong cuộc họp đó ông đã nói rằng đã đưa tất cả các bản kết luận này đến tận tay ông Tập Cận Bình. Những người giúp việc của vị tiến sĩ này đã nói rằng ông ấy đã cắt bớt phần khắc phục hậu quả vì sợ ông Tập nổi giận. Chỉ có cách như vậy ngôi vị của ông ấy mới giữ vững được, dù ông ấy không dám nói ra. Có một cách khác mà mọi người cần hiểu rằng chỉ cần đưa ra những nguyên nhân tại sao nhiều thảm họa xảy ra với người dân Trung Quốc thì ông Tập và đảng của ông ta có thể tự nghĩ ra cách khắc phục của nó như thế nào. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng Tập Cận Bình đã nhìn ra điểm mấu chốt của vấn đề nhưng vẫn bảo lưu chú ý của mình với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đập Tam Hiệp là niềm tự hào của đất nước Trung Quốc, bởi nói nó to lớn và hoành tráng nhất thế giới, dễ gì mà phá bỏ. Nếu phá bỏ thì khác nào tự thừa nhận với thế giới là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai lầm quá lớn khi xây dựng con đập này. Cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Và nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.